chương 1010, một người nữa nhận thua. Trong miệng phát ra một tiếng long ngâm to lớn, bản thể Đường Mặc Hoàng trong nháy mắt hóa thành một đạo hồng quang, trực tiếp bắn người vào trong hư ảnh hỏa long khổng lồ. Sau khi hồng quang bắn người, hỏa long co rút lại ước chừng 1/3, khoảng cách kiếm quang xa một chút, lại biến. Một đóa đại hoa trong nháy mắt nở rộ trên đỉnh đầu hỏa long, chính là Vĩnh Hằng Liệt Dương Hoa. Bị Vĩnh Hằng Liệt Dương Hoa ảnh hưởng, quang diễm trên người hỏa long hướng không trung bộc phát, làm cho tốc độ kiếm quang hạ xuống thoáng chậm lại. Cùng lúc đó, hỏa long há miệng, thiên hỏa tam châu phun ra, bao khỏa hỏa diễm châu giống như là ba viên lưu tinh, trước sau va chạm trên kiếm quang khổng lồ. Giữa không trung, trước sau bộc phát ra hồng sắc, cam cùng lam sắc rực rỡ quang diễm, kiếm quang khổng lồ từ trên trời giáng xuống liên tục dừng lại ba cái, lúc này mới trở nên hư ảo vài phần. Nhưng mà thiên hỏa tam châu vẫn bị trước sau bắn ra, kiếm quang bị suy yếu vẫn tiếp tục hạ xuống, chém về phía hỏa long. Uy năng thần khí mạnh nhất, thực lực đại vương đỉnh phong của hắn, dĩ nhiên vẫn không ngăn được kiếm quang này sao? Đường Mặc Hoàng không nghĩ tới sẽ như thế, hắn căn bản cũng không có do dự thời gian, kinh khủng kiếm quang áp bách hắn, làm cho hắn cảm nhận được uy hiếp trên người. Vĩnh Hằng Liệt Dương Hoa trên đỉnh đầu rồng trong nháy mắt thiêu đốt, kim hồng sắc quang mang sáng lạn bao trùm toàn thân hỏa long, lại từ trên người hỏa long bộc phát ra. Quang diễm màu vàng đỏ rực hỗn hợp của hỏa diễm bản thân Hỏa Long Vương Đường Mặc Hoàng hóa thành cột lửa hình rồng khổng lồ và chạm với kiếm quang rơi xuống trên không trung, bộc phát ra quang mang rực rỡ cùng lực nổ khủng bố. Không thể nghi ngờ, đây là lá bài tẩy của Đường Mặc Hoàng, đem Vĩnh Hằng Liệt Dương Hoa vừa đạt được trực tiếp dùng làm vật phẩm dùng một lần, phóng thích ra lĩnh vực của lực lượng Liệt Dương Hoa tinh tộc hòa hợp với lĩnh vực lực của mình, bộc phát ra uy năng cảm thêm cường đại. Nếu như không phải bất đắc dĩ, hắn tuyệt đối sẽ không làm như vậy, bởi vì làm như vậy thật sự là quá lãng phí. Vĩnh Hằng Liệt Dương Hoa nếu mà có thể sử dụng thời gian dài mà nói, hắn thậm chí có cơ hội trực tiếp lĩnh ngộ Liệt Dương Hoa tinh tộc lĩnh vực, lại kết hợp lĩnh vực bản thân, nhất định có thể làm cho tu vi của mình lên một tầng. Thiên hỏa tam châu bị đánh bay vẽ một đường vòng cung bay trở về, cũng đem đại lượng hỏa diễm chú ý vào trong long hình hỏa trụ. Tiếng nổ vang chấn động thiên địa, trong nháy mắt vô số hỏa diễm tứ tán tiểu sinh. Ngoại trừ đường tam và lam của hắn, kim thủ hư ảnh bởi vì có kiếm thánh đại yêu hoàng chiếu hình thủ hộ mà không có việc gì, toàn bộ địa điểm thi đấu cơ hồ bị oanh tạc một mảnh hỗn độn. Năng lượng khủng bố điên cuồng tàn phá, bộc phát, long hình hỏa trụ trong nháy mắt tán loạn, kiếm ý của kiếm thánh đại yêu hoàng cũng chợt lóe rồi không còn. Hỏa long khổng lồ hung hăng nện trên mặt đất, sừng rồng trên đỉnh đầu đã bị gãy, lần rồng bay tán loạn, bả vai bị cắt ra một vết thương thật lớn dài hơn 10 thước, sâu khoảng nửa thước, toàn trường im lặng. Đây có phải là khoảng cách giữa hoàng nhân và đại yêu vương không? Nhìn qua chỉ là chênh lệch một giai mà thôi. Thế nhưng, Nhất Long đại vương dưới tình huống toàn lực ứng phó vận dụng thần khí cùng tất cả lực lượng của bản thân lại không cách nào ngăn cản một kích lưu lại vật phẩm của hoàng giả yếu hơn. Đây là bao nhiêu khoảng cách? Mang theo thống khổ, phẫn nộ long ngâm vang lên, rồng lửa khổng lồ hóa thành hình người, cánh tay trái của Đường Mặc Hoàng mềm nhũn rủ xuống bên cạnh, tay phải hắn cầm thương hướng về phía Đường Tam đâm tới. Chống đỡ được một kiếm của kiếm thánh đại yêu hoàng, trả giá lớn hơn trong tưởng tượng của hắn, hoa liệt dương vĩnh cửu không nóng bỏng đã tiêu hao, bản thân còn bị thương nặng, kiếm khí tàn sát bừa bãi trong cơ thể, cũng không phải dễ dàng hóa giải như vậy, điều này chắc sẽ có ảnh hưởng đến hắn ta rất lớn, Đường Mặc Hoàng làm sao có thể không phẫn nộ như điên. Nhưng khi hắn phát động xung phong xông về phía Đường Tam, trên mặt đột nhiên lộ ra vẻ ngạc nhiên, bởi vì hắn phát hiện hư ảnh kiếm thánh đại yêu hoàng phía sau Đường Tam cũng không có biến mất. Giống như không có biến mất, hắn thậm chí còn nhìn thấy Đường Tam nhếch miệng với hắn. Kiếm ý khủng bố bộc phát trên không trung, Đường Mặc Hoàng chỉ cảm thấy máu toàn thân phảng phất như muốn ngưng kết, rồi cuộc bất chấp phẫn nộ cùng không cam lòng, hoàng sợ kêu to, ta nhận thua. Vừa mới vừa thừa nhận qua một kiếm của kiếm thánh đại yêu hoàng, kiếm ý khủng bố kia làm cho hắn sợ vỡ mật. Kiếm quang kia lần thứ hai xuất hiện thời điểm, ngay cả kiếm khí trong cơ thể hắn còn không bị bức ra đều có xu thế bộc phát. Hắn không còn can đảm dám tiếp tục ngăn cản. Chiêu hoàng chi chiến không có bất kỳ quy tắc nào đáng nói, tuyển thủ chết trên đài thi đấu chính là thật sự chết. Đi! Ngôi vị hoàng giả tất nhiên là trọng yếu, mạng nhỏ của mình còn quan trọng hơn, Đừng Mặc Hoàng làm sao còn dám cứng rắn ngăn cản. Nhiếp Hồn Thiên Tinh Hoàng vừa muốn xuất thủ giải quyết kiếm quang cường đại kia, trong nháy mắt kiếm quang đã nổ tung trên không trung, hóa thành vô số kiếm khí vụn vặt tiêu tán trên không trung. Đây là Đường Mặc Hoàng ở trước người Đường Tam cách đó không xa, khi kiếm khí lần nữa xuất hiện, hắn bất chấp công kích Đường Tam mà là nhanh chóng cuộn mình thân thể, trong tay nắm thương có chút lạnh run, lúc này dưới ánh sáng của kiếm quang đầy trời nổ tung càng lộ ra là hèn mọn. Ngươi làm sao có thể để cho pho tượng kiếm thánh đại yêu hoàng phát ra công kích lần thứ hai? Đường Tam nhún nhún vai nói, là dùng một lần, lần thứ hai là để làm ngươi sợ hãi, không nghĩ tới ngươi nhận thua, cảm tạ nhường nhịn. Nhìn nụ cười trên khuôn mặt của Đường Tam, Đường Mặc Hoàng như bị sét đánh. Đường Mặc Hoàng trên mặt một trận xanh như là trận trắng.
khí tức trên người phi thường không ổn định, có loại ý tứ muốn xông lên làm một trận. Đúng lúc này, thân ảnh Nhiếp Hồn Thiên Tinh Hoàng từ trên trời giáng xuống, dừng lại ở giữa hai người, bình tĩnh nói: "Đường Mặc Hoàng nhận thua, Lam Kim Thụ tộc Cận Miểu Lâm thắng. Trận đấu loại trực tiếp thứ hai vượt qua." Đường Mặc Hoàng tựa như hoàn toàn bị rút sạch tinh khí thần, đặt mông ngồi trên mặt đất, thất hồn lạc phách. Hắn rõ ràng đã dốc hết toàn lực, cuối cùng lại thua đối thủ, thật là điều đáng kinh ngạc. Và đối thủ trả giá cũng chỉ là một món vật phẩm mua được ở trong buổi đấu giá, điều này tương đương với việc đánh bại chính mình bằng tiền. Vòng thứ hai mình ngay cả vòng thứ hai cũng chưa từng qua, còn thua một đối thủ như vậy. Rốt cuộc áp chế không được kiếm khí trong cơ thể, Đường Mặc Hoàng há miệng phun ra một ngụm máu tươi, trực tiếp ngã xuống lôi đài thi đấu, cả người hoàn toàn lâm vào hôn mê, không còn là chính mình nữa. Chương 1011, xong chuyện phủi áo đi. Mãi đến lúc này khán giả mới phản ứng lại. Thắng không, tộc trưởng Lam Kim Thụ tộc kia lại thắng đương đại Hỏa Long Vương tộc trưởng Hỏa Long Vương, Đường Mặc Hoàng. Mà vẫn là dưới tình huống Đường Mặc Hoàng vận dụng thần khí. Tất cả điều này là không thể tin được, nhưng có vẻ là hợp lý. Dù sao Cận Miểu Lâm kia bằng vào không phải là lực lượng của mình, mà là uy lực kiếm thánh đến từ kiếm thánh Đại Yêu Hoàng. Thanh kiếm thứ hai là gì? Là không phải chỉ có một kích sao? Đường Mặc Hoàng thật vất vả mới ngăn cản được đệ nhất kiếm, nghênh đón kiếm thứ hai, vì bảo vệ tính mạng hắn nhận thua không có gì đáng trách. Nhưng kiếm thứ hai sau đó trực tiếp tán loạn. Lúc này Đường Tam trở lại phòng nghỉ của mình, các trưởng lão Lam Kim Thụ tộc đang hoan hô, Cận Miểu Sâm càng trực tiếp nhào tới. Đường Tam làm việc kỳ thật là rất đơn giản, hắn đem sinh mệnh năng lượng khổng lồ rót vào trong thân kiếm thánh pho tượng, để cho kiếm ý trong pho tượng kiếm thánh bị sinh mệnh năng lượng mạnh mẽ tầm bổ một phen. Vì đạt được mục đích này, thậm chí ngay cả kiếm thánh Đại Yêu Hoàng cũng được tầm bổ. Thế cho nên pho tượng bị dẫn động thời điểm, kiếm thánh Đại Yêu Hoàng lực lượng bản thân cũng đáp lại một bộ phận, lúc này mới có thể cho kiếm quang lần thứ hai hình thành. Tuy rằng kiếm quang này cũng không có bất kỳ lực sát thương nào, nhưng hù dọa người là tuyệt đối đủ dùng. Cảm giác cho khán giả chính là Lam Kim Thụ tộc Cận Miểu Lâm này không làm gì, liền thắng một trận nữa. Phải biết rằng trận này sau khi thắng, liền tiến vào top 20. Một trong khi trận đấu hôm nay lại có tình huống lưỡng bại câu thương xuất hiện. Hắn lại có thể thắng thêm một trận nữa, hắn có thể tiến vào trong vòng bán kết. Đường Tam mỉm cười trấn an các trưởng lão. Đối với các trưởng lão Lam Kim Thụ tộc mà nói, tuy rằng bọn hắn đều không có cho rằng tộc trưởng có thể tiến thêm một bước trong trận đấu sau này, nhưng tộc trưởng có liên tục đạt được hai trận thắng lớn trong trận quyết đấu đỉnh cao như vậy, trận Chiêm Hoàng chi chiến đã vượt quá dự liệu của bọn hắn. Hơn nữa tộc trưởng chỉ vận dụng một kiện vật phẩm được chụp trong siêu cấp đấu giá hội mà thôi. Những gì ông đã chụp được không chỉ là một chút. Nhìn thấy tộc trưởng liên tục giành chiến thắng, các trưởng lão có một số ý tưởng. Người đào thải đầu tiên của Long tộc xuất hiện, Từ An Vũ ngồi trong phòng khi nghỉ, hai mắt híp lại. Đường Mặc Hoàng thua trận đấu với đối hắn mà nói cũng không có gì. Trong tất cả người dự thi Long tộc, Đường Mặc Hoàng thuộc loại thực lực tương đối yếu. Hơn nữa, tính cách nóng nảy, Từ An Vũ vốn cũng không cho rằng hắn có thể tiến vào trong vòng bán kết sau 10 gác. Thế nhưng Đường Mặc Hoàng thua Cận Miểu Lâm, điều này làm cho Từ An Vũ trong lòng không thoải mái. Phảng phất tên Lam Kim Thụ tộc này trời sinh đã khắc chế Long tộc. Lúc trước đấu giá hội đã làm cho bọn hắn trả giá thật lớn, hiện tại lại đào thải người dự thi Long tộc đầu tiên. Thoạt nhìn tên này cái gì cũng không làm, thế nhưng tên Lam Kim Thụ tộc này thật sự cái gì cũng không làm sao? Hắn rõ ràng nhớ rõ, tại thời điểm dẫn động pho tượng kiếm thánh Đại Yêu Hoàng, trên mặt Đường Tam Thủy Chung mang theo mỉm cười nhạt, thần sắc phi thường bình tĩnh, ngoại trừ lúc mới bắt đầu giả vờ sợ hãi ra, tất cả những thứ phía sau đều là phi thường thuận lợi. Hơn nữa, kiếm quang cùng Đường Mặc Hoàng toàn lực phát ra công kích và chạm kịch liệt như vậy, Đường Tam lại mảy may không thương tích. Tuy nói nhìn Đường Tam là mượn lực lượng của kiếm thánh Đại Yêu Hoàng pho tượng, nhưng coi như là mượn lực lượng pho tượng cũng phải khống chế được mới được. Cái Cận Miểu Lâm này tuyệt đối không phải đơn giản, chỉ ít thần thức của hắn tương đối mạnh mới có thể đem kiếm thánh Đại Yêu Hoàng pho tượng khống chế, phát huy ra uy năng như vậy. Đổi lại là một tuyển thủ khác, coi như có pho thượng kiếm thánh Đại Yêu Hoàng cũng chưa chắc có thể làm được trình độ này. Muốn dùng cái này chiến thắng Đường Mặc Hoàng là vẫn rất khó. Đường Tam ngồi trong phòng nghỉ, trận đấu vẫn tiếp tục, một trận đấu mới bắt đầu, hắn không có quan sát trận đấu mà là nhắm hai mắt lại, nhìn qua là nhắm mắt dưỡng thần, trên thực tế là đang nhớ lại quá trình chiến đấu vừa rồi. Hắn cùng với Đường Mặc Hoàng, chiến đấu không có gì phải là hồi tưởng, hết thảy đều ở trong tính toán của hắn. Hắn nghĩ là chính mình cùng Đường Mặc Hoàng chiến đấu thời điểm, những thứ rơi vào trên người mình thần thức biến hóa, lúc ấy hầu như tất cả lực chú ý của Hoàng giả đều ở trên người mình và Đường Mặc Hoàng. Kiếm thánh Đại Yêu Hoàng sau khi cảm nhận được sinh mệnh năng lượng khổng lồ do Đường Tam cho, thần thức dò xét Đường Tam rõ ràng tăng cường gấp mấy lần. Còn có Nhiếp Hồn Thiên Tinh Hoàng Thủy Chung đều dùng thần thức cường đại cảm giác biến hóa của Đường Tam. Về phần thần thức của các hoàng giả khác xuất hiện biến hóa, chủ yếu là ở kiếm thánh Đại Yêu Hoàng pho tượng lần thứ hai phát ra kiếm quang thời điểm. Trong nháy mắt kia, tất cả dò xét Đường Tam thần thức đều tăng cường gấp mấy lần. Những thứ này đều ở trong kế hoạch của Đường Tam.
Về phần thần thức nhỏ yếu khác cũng không tính là cái gì. Hắn muốn tạo ấn tượng với hoàng giả để cho bọn hắn tự coi mình là một tộc trưởng làm kim thụ tộc có chút thông minh, cũng có chút năng lực, nhưng lại bị giới hạn ở năng lực sinh mệnh. Bởi vậy, từ đầu đến cuối, hắn thật sự chỉ dùng sinh mệnh năng lượng của làm kim thụ tộc. Nhưng ở phương diện nắm trong tay này, ưu thế thần thức là không che giấu được. Ít nhất, người chân chính cẩn thận dò xét đều sẽ hiểu được. Thần thức của hắn không kém, không thua kém những đại yêu vương đỉnh phong kia. Đây cũng là chuyện không có biện pháp, một chút cũng không bại lộ là không có khả năng. Chỉ cần không khiến hoài nghi cũng không phải là vấn đề. Chúng ta đi thôi, đường ta một lần nữa mở hai tròng mắt, hướng các vị trưởng lão nói. Tộc trưởng, không quan sát đối thủ một chút sao? Đại trưởng lão hỏi. Đường Tam có chút bất đắc dĩ nói, quan sát đối với chúng ta mà nói là có hữu dụng sao? Hơn nữa cũng không biết ta sẽ trúng với ai ở trong vòng tiếp theo, không cần nhìn, chi bằng trở về nghỉ ngơi thật tốt. Cần Miêu Sâm cười hì hì nói, ngươi tiêu hao lớn sao, còn cần nghỉ ngơi? Đường Tam tức giận nói, chẳng lẽ thúc giục pho tượng không cần tiêu hao tinh lực sao? Lực lượng của ta tiêu hao không ít, đi thôi. Nói xong, hắn dẫn đầu đi ra ngoài, các trưởng lão khác vội vàng đuổi theo. Lúc này khán giả đã một lần nữa bị trận đấu đặc sắc trên sân hấp dẫn, cũng không có quá nhiều khán giả chú ý đến Lam Kim Thụ Tộc lặng lẽ rời đi. Ra khỏi sân thi đấu, Lam Kim Thụ Tộc đoàn người ngồi xe ngựa, cũng không có đi nơi khác, trực tiếp trở về Bạch Hồ Đại khách sạn. Theo yêu cầu của Đường Tam, cũng không có chúc mừng thắng lợi của trận đấu này. Trở lại phòng của mình, Đường Tam đóng cửa phòng lại, trực tiếp khoanh chân ngồi ghế salon trong phòng khách. Vầng sáng vặn vẹo theo đó từ trên người khuếch tán ra. Đây là uy năng của thời không chi tháp. Nhu hòa thời không chi tháp khí tức phát ra, làm cho thần thức của hắn trở nên càng thêm nhạy bén, cảm thụ hết thảy có khả năng rơi vào trên người mình thần thức. Đường Tam tuy rằng tu vi không bằng hoàng giả, nhưng thần thức tầng thứ xa xa cao hơn bình thường hoàng giả. Ở loại trạng thái này, không có thần thức có thể đào thoát. Hắn trinh sát, yên lặng cảm ứng ước chừng một khắc đồng hồ, Đường Tam ở trong vầng sáng vặn vẹo kia lặng yên biến mất, trống rỗng biến mất. Thời không chi tháp đối với khổng tước biến cùng thời gian biến phụ trợ phi thường mạnh. Để cho hai đại huyết mạch này có được siêu cấp huyết mạch năng lực, khi xuất hiện lần nữa, Đường Tam đã đến một con hẻm nhỏ u ám trên đường phố Tổ Đình. Bộ dáng của hắn cũng xảy ra biến hóa thật lớn, biến thành bộ dáng nhân loại bình thường, mặc một chiếc áo choàng che đậy bản thân.